Nếu mà đứng từ thời điểm này, cái vị trí hiện tại để mình nhìn lại những cái khoảnh khắc trải qua trong 3 năm trước, thì cái việc phải đón nhận những cái lời chê bai một cách trực diện như vậy, ở vị trí này nhìn lại, có khi nào em nghĩ đó thật ra là một món quà không? Tại vì chính vì những cái điều đó, nó mới nuôi nấng cái tình cảm sâu hơn, dày hơn của những cái người hâm mộ em. Và xuyên suốt trong nguyên cái chặng đường dài vừa qua và đi đến thời điểm hiện tại, cũng chính vì những cái gì diễn ra trong cái năm đấy trở thành cái dữ kiện tạo nên cái sức hút truyền thông cho cái vai trò mới của em. Em nghĩ là chị có câu trả lời cho chính mình rồi. Nếu như nói như thế cũng được. Nói như thế cũng được. Thật ra thì những lời nói năm đó em có tổn thương không? Có chứ. Nhưng mà em nghĩ là nếu như mà mình nóng giận, mình phản ứng thì nó là bản năng. Nhưng nếu như mà mình kiềm chế được thì nó là bản lĩnh. Và thật sự thì như cái lời nói em nói xuyên suốt, những cái điều mà em làm á, thì thật ra nó không chỉ đại diện cho một mình em, mà nó còn đại diện cho rất là nhiều các bạn, đặc biệt là các bạn nữ trẻ, các bạn tin vào em. Và các bạn, thật ra em đến được với thời điểm này, với vai trò này, với tất cả những gì em đang làm, em trước đây chưa không có gì cả. Và tất cả mọi thứ đến với mình nhờ cái sự cố gắng của mình. Em luôn luôn đề cao nhất là cái sự cố gắng. Làm sao để mình cố gắng, mình đi qua từng cái chặng để mà mình đạt được cái ước mơ của mình. Thì lúc đó em cũng phân vân và cũng hoang mang lắm. Có nghĩa là thật ra khi mà mình làm một cái điều gì đó và mình đặt ra mục tiêu, mình mong ước, khi mình vào mình sẽ chấp nhận là cái kết quả nó diễn ra như thế nào với mình. Nhưng những cái điều mà làm tổn thương mình á, thì cái điều đầu tiên thật ra mình không phải là mình buồn những lời đó đâu, nhưng mà mình sẽ trải qua rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc. Và cái cung bậc cảm xúc đầu tiên là mình tự nghi ngờ khả năng của mình. Mình tự nghi ngờ bản thân của mình. À, mình có phải như vậy không? Tại sao mình lại gọi là bị nói như thế? Và những điều mà mình làm trong suốt thời gian qua nó vô nghĩa hay sao? Thì đó nó cũng là một cái thông điệp mà em cũng cài cắm ở trong cái MV. Có nghĩa là sau 3 cái căn phòng, khi mà cái cô gái này cổ đã trải qua rất là nhiều những cái thử thách để đạt được, nhưng cuối cùng cái cân đó nó vẫn không cân. Thì tiếp theo cô ấy làm gì? Thì cô ấy nhấc cái vương miện ra. Cái vương miện đó có thể tượng trưng cho nhiều thứ. Mỗi người có thể có được cái sự suy nghĩ của chính mình. Có thể nó tượng trưng cho lòng tự tôn. Có thể nó tượng trưng cho cái thành công. Hay nó tượng trưng cho bất kỳ điều gì đó mà người khác kỳ vọng ở mình. Nhưng khi mình nhấc ra khỏi thì mình cũng tự giải thoát. Thật ra nếu như mà tả đúng nhất về cái MV Trái Tim Yêu Thương, những cái hình ảnh mà em gài cắm trong MV, thì chắc có lẽ nó là cái thế giới nội tâm của em. Cái hành trình mà em đi qua và em đã chữa lành bản thân mình như thế nào, và em đã sẵn sàng cho những cái chặng đường tiếp theo như thế nào. Vân có nói là cái sự mà để lan tỏa và để khiến cho mọi người thích thú dựa trên cái chất liệu là một câu chuyện có thật, sự thật từng diễn ra với mình. Thì bây giờ khi mà tất cả những cái chất liệu đó mình dồn vào cái MV đầu tiên rồi, để gây được cái hiệu ứng truyền thông nhất định rồi, thì khi mà cái nguyên liệu đó hết, thì liệu mọi người có thể chờ đón gì ở những MV tiếp theo của Vân? Khi mà mình đã xác định là mình đi theo một cái con đường âm nhạc chuyên nghiệp, thì âm nhạc nó vẫn là một cái yếu tố quan trọng nhất. Và thật ra em vẫn muốn mọi người sẽ chú trọng vào cái mặt âm nhạc nhất. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang sống trong một cái thời mà tất cả mọi thứ nó là một cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Âm nhạc, hình ảnh, nhiều khi sắc đẹp nó cũng là một cái vũ khí. Trong lúc họp báo em cũng có nhận được cái câu hỏi là Vân xác định Vân làm vocalist hay là Vân làm performer, là Vân sẽ chú trọng vào âm nhạc hay là việc biểu diễn. Nếu như mà Vân lựa chọn một người mang tới cảm xúc cho người khác thì sao? Thì được gọi là gì ạ? Vocalist hay là performer? Chắc là chưa có cái tên gọi cho cái điều đó. Điều đó để nói lên cái việc là em không xác định việc mình phải đóng khung mình trong bất kỳ một cái khuôn mẫu gì hết. Vì đến thời điểm hiện tại thì mọi người cũng thấy con đường của em đi nó cũng không có khuôn mẫu gì hết.
Nhưng khi mình là cái người tiên phong, mình đi một cái con đường chưa khuôn mẫu, thì mình sẽ là người đầu tiên. Nó sẽ khó khăn hơn, nhưng mà mình sẽ nhìn thấy được nhiều thứ mà đôi lúc người khác sẽ không nhìn thấy được. Đầu tiên làm sao em có thể mang lại cảm xúc cho người khác. Và thứ hai, cái này hơi tham lam, nhưng nếu như em có thể truyền cảm hứng được cho người khác để họ tiếp tục những cái điều mà họ đang mong muốn, những cái điều mà họ đang làm. 30 tuổi, gần 30, debut rồi có sao đâu. Mẹ bỉm, debut có sao đâu. Có chồng có con rồi, đi hát có sao đâu, đúng không ạ? Và nhiều khi có chồng có con mà sự nghiệp của mình lại mới bắt đầu thì càng tốt. Thì thật sự là đó là những cái điều mà em mong muốn. Sau khi MV của Vân trình chiếu á, cái việc được tung hô rồi chê bai trong giới giải trí thì nó đương nhiên nó luôn đi cùng nhau thôi. Nhưng mà đang trong cái tâm trạng là mình trước đó lúc mà cái trailer tung ra, tất cả mọi cái lời tán thưởng, yêu thương, bên vực dành trọn cho em. Thì sau đó khi cái MV trình chiếu thì lại có những cái tiếng nói và nhiều cái comment tiêu cực, bình phẩm và phán xét về cái giọng hát của Vân, về phong cách trình diễn của Vân. Thì Vân cảm thấy gì về điều đó? Em cảm thấy vui vì khi có những cái lời khen chê, thứ nhất đó là mọi người đang quan tâm rồi. Đầu tiên về cái, thật ra đến thời điểm hiện tại những cái con số không phải là mình quan tâm quá nhiều về việc là top trending hay là triệu view này nọ. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì sau 24 giờ MV cũng đã được hạng thứ 15 top trending và được 1.3 triệu view. Thì với một ca sĩ mới ra mắt lần đầu như vậy, em nghĩ đó là một cái sự thành công của mình. Có những cái lời nhận xét, và khi mà mình nhìn vào những cái điều đó thì mình sẽ thấy là à, đây sẽ là cái động lực để mình cố gắng hơn nè. Và may mắn hơn nữa là Thúy Vân không phải là một người mới vào nghề, mà em đã trải qua rất nhiều thứ trong hành trình này, trong nghề nghiệp này. Tung hô có, ngó lơ có, bị hiểu sai có, bị tổn thương có, rất nhiều. Giống như là lúc mà em chưa đi thi Hoa hậu quốc tế thì thật ra là mọi người không có niềm tin nhiều vào em đâu. Chắc là cũng đi thi như bao người khác đi thi thôi. Và khi mà em đoạt giải thì mọi người lại nói khác. Xong rồi em đi thi Hoàng Vũ, mọi người lại nói khác. Rồi lúc mà em về, mọi người lại nói khác nữa. Rồi lúc em lấy chồng thì mọi người cũng nói khác. Và bây giờ mọi người cũng nói khác. Thì thật sự là em đủ cái, có lẽ là đủ cái kinh nghiệm sống để mình hiểu là mình không sống bằng những lời nói đó. Và cái điều quan trọng nhất là mình nghĩ gì về mình. Tự mình ôm ấp lấy chính mình. Nhiều lúc có cái gương xong rồi tự ngồi ngắm mình xong nói vâng, làm tốt lắm. Với những cái trải nghiệm em từng đi qua, em có nghĩ là lời chê nó cũng không kém phần quan trọng như những lời tung hô để làm nên tên tuổi của một người nghệ sĩ thành công không? Em hoàn toàn đồng ý với chị. Em nghĩ ở thời điểm hiện tại nó đang là 50-50. Và mình rất trân trọng 50% khán giả đang yêu thương và đang khen mình và đang ủng hộ cho mình. Hôm trước có bạn bảo là chị ơi, em làm ở quán cà phê mà sáng giờ em mở bài của chị mà quản lý vô nhắc em hoài mà em vẫn mở đến bây giờ là mấy trăm lần rồi. Thì mình hiểu là à, đó, ít nhất là chạm được rồi nè. Và ngày xưa khi mà em học ở Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thì em có nói một câu là giờ có một người nghe Vân hát thôi, Vân cũng sẽ hát. Cái đó là một cái lời thề của mình, cái lúc đó đang là một sinh viên thanh nhạc. Một người nghe hát thôi mình vẫn hát. Nhưng mà bây giờ nhiều lắm, càng phải hát chứ. Tại vì mỗi con người á, dù có thông minh, tài giỏi, xuất chúng đến cỡ nào đi chăng nữa thì cái khoảng thời gian mà mình có thể tận hưởng ở trong cái cuộc đời này á, nó cũng trong một cái mốc nhất định thôi. Thì có khi nào Vân tự hỏi cái con người mình muốn trở thành và cái cuộc đời mà mình muốn sống với cái sự tồn tại của mình, cái sự xuất hiện của mình trên thế gian này, nó cụ thể nó là gì? Chứ có lẽ là những cái điều mà em đang làm á, là em đang cố đi tìm cái lời giải cho cái câu hỏi đó. Tại nếu như em là một cái người theo đuổi sự thành công, thành công theo kiểu là danh vị, hay là em là người theo đuổi tiền bạc, thì chắc em không làm những cái mà em đang làm. Em có thể kinh doanh một cái gì đó, hay là em cứ giữ mãi cái danh hiệu cao nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại tại đấu trường quốc tế chẳng hạn. Nhưng mà khi mà chúng ta biết một cái gì đó nó đang tích tắc
như một cái đồng hồ, mình lại càng phải sống cho nó đáng sống. Và đáng sống ở đây là gì? Là mình tạo ra được những cái điều mà dù mình không còn nữa thì đó sẽ là những cái để người khác nhớ về mình. Và đó là lý do vì sao mà em đang làm những cái em đang làm. Tại vì nếu như em bán một sản phẩm, mọi người mua cái sản phẩm đó, một cái sản phẩm về vật chất đi, mọi người mua một cái sản phẩm đó, à là vì cái sản phẩm đó tốt, và họ dùng cái đó họ giải quyết được vấn đề của họ, ví dụ như về da, về tóc, về y tế, bất kỳ một sản phẩm nào đó. Vậy thì nếu như em đưa ra một cái sản phẩm về tâm trí thì em sẽ ở mãi ở trong tâm trí của người đó. Thì dù em có còn ở cuộc sống này hay không thì người ta sẽ nhớ về Thúy Vân chứ. Và nếu như những ai yêu thương Thúy Vân thì người ta sẽ nhoẻn nhẹ một nụ cười. Và à, cảm ơn vì có thể là những sản phẩm của Thúy Vân trong một giai đoạn nào đó, trong một tích tắc nào đó, có thể truyền cảm hứng cho họ và có thể giúp cho họ cảm thấy là à, cũng đã có một cái cô gái đó, đã từng đi cái con đường đó và có những cái vấp ngã đó, đã vượt qua như thế nào đó và đã giúp cho mình vượt qua những cái vấp ngã của riêng mình chẳng hạn. Tại vì em ngay ở lúc này khi mà em ngồi đây thì em cũng đã được điều đó. Em cũng đã được truyền cảm hứng bởi rất là nhiều những cái người, không chỉ là tiếp xúc với em mà còn là những người em chưa bao giờ biết mặt, em chưa bao giờ gặp ở ngoài, hoặc thậm chí là người đã khuất từ rất lâu. Ví dụ như mẹ Teresa hay là công nương Diana hay là bất kỳ những người phụ nữ truyền cảm hứng đó đã truyền cảm hứng cho em. Và đó là lý do vì sao mà em thành lập nên Inspire by She, để có thể truyền cảm hứng lại cho những bạn nữ trẻ, những bạn sinh viên, những bạn học sinh, những bạn mới ra trường rất là ngây thơ và các bạn đang có rất nhiều hoài bão trên cuộc sống. Cái điểm tựa cảm xúc mà giúp cho Thúy Vân cảm thấy là mình có cái nơi để mình tựa vào, giúp cho Thúy Vân trở nên cân bằng, chính là chồng và con của Thúy Vân. Thì trong cái trạng thái bình yên hạnh phúc như hiện tại, Thúy Vân nghĩ như thế nào về tình yêu mãi mãi? Hỏi em có tin tình yêu mãi mãi không thì thật ra là em không tin. Em không tin tình yêu mãi mãi đâu. Nhưng mà em tin là tình yêu trong thời điểm đó là nó mãi mãi. Mãi mãi đúng, trong cái thời điểm đó, trong cái giai đoạn đó, người đó nói yêu mình và những gì người ta nói để người ta chứng tỏ là người ta yêu mình, là cái điều đó nó sẽ mãi mãi ở trong tâm trí của mình. Và thật ra đôi lúc, nói chung là về cảm xúc của con người mình rất là khó để mình giải nghĩa được. À, tại sao tôi lại yêu người này, tại sao tôi lại không thích người kia. Chỉ cần nhìn thôi là thấy khó chịu, hoặc chỉ người mình đã thấy là mình có cái cảm tình rồi. Thì đôi lúc có rất nhiều cách giải thích khác nhau, có thể là duyên tiền định hay là kiếp trước kiếp sau, hoặc là tầng sóng năng lượng, rất nhiều thứ em cũng nghiên cứu. Nhưng quay trở ngược lại thì cái việc mà vợ chồng con cái với nhau á, em nghĩ nó là cái duyên. Em nghiên cứu nhiều thì em nói đúng, nó là cái duyên. Nó tự nhiên mình tới, mình gặp cái người này và mình nên duyên vợ chồng với người này. Tự nhiên cậu bé này lại là con trai của mình, những người này lại là fan của mình, những người này lại là ekip của mình, những người này lại không thích mình. Thì nó đều là những cái duyên và những cái nợ. Và đôi lúc nó sẽ là những cái thử thách để cho mình trong cuộc sống mình trưởng thành hơn. Không chỉ là về mặt cơ thể bên ngoài càng ngày càng lão hóa già hơn, nhưng mà mình sẽ trưởng thành hơn về mặt tâm thức, và mình trưởng thành hơn về mặt linh hồn, để hướng tới một linh hồn già. Thì không biết với Vân á, trong tình yêu Vân có phải là cái người hay ghen không? Và ghen với cái mức độ nào? Và bộc lộ cái sự ghen tuông của mình ở cái hình thức nào? Nếu như mà nói em là có, em là một người mà có nhiều cái sự tồn tại trong một người thì nó cũng đúng. Nói một cái câu nó đúng như thế này luôn, là ba mẹ em hay nói lắm, lúc nào cũng nói sớm nắng chiều mưa, chính là bà này. Cho nên nếu bây giờ em xác định em không ghen thì nó cũng không đúng, mà nếu xác định em ghen thì nó cũng không đúng. Nên chắc có lẽ là nó sẽ tùy vào cái hoàn cảnh và câu chuyện nó như thế nào. Em thì được một cái là cái gì mà mình nghĩ là của mình á, mình chả bao giờ lo hết á. Điều gì mình nghĩ là của mình sẽ không bao giờ lo. Còn nếu như mình đã cảm thấy là không thuộc về mình rồi á, thì mình lo mình cũng có được gì đâu. Thì thôi, xin mời.
em không dành quá nhiều thời gian để mà suy nghĩ về cái việc là phải giữ những điều, những thứ thuộc về mình. Thậm chí ví dụ như em bảo là gọi, người ta hay gọi là belongings á, là những thứ mà xung quanh mình. Em là mắt kính là mất ly chia mất hoài, quần áo, đồ đạc, và thậm chí là em không nhớ những cái mà em đang có luôn. Thật ra cái điều mà nó quan trọng nhất nó vẫn là về mặt tâm thức. Về mặt tâm thức là mình vẫn có được những cái suy nghĩ mình đang có, mình vẫn có về mặt kiểu tâm hồn của mình như thế. Cái còn những cái ở bên ngoài, quay trở lại con số 11 đó chị, đời sống vật chất với số 11 là một cái gì đó nó quá khắc nghiệt. Vân nghĩ sao về cái cách mà phản ứng trước cái vấn đề ngoại tình đó? Có lẽ điều này đến bây giờ em vẫn nghĩ là đúng. Đó chính là cái tình yêu mà lớn nhất trong đời mình á, là yêu chính mình. Thì khi mà mình yêu chính mình thì mình sẽ hiểu được là mình xứng đáng với điều gì và điều gì không xứng đáng với mình. Và rất khó để nói là những cái câu giả sử nếu như xảy ra mình có tha thứ hay không. Em đã từng rơi vào cái trạng thái là bị lừa dối. Em đã quyết định là không tha thứ. Tại vì mình hiểu là giá trị của mình. Tại sao mình phải compromise, mình phải đồng ý với điều đó. Nhưng đó là Thúy Vân của mấy năm trước. Còn bây giờ chưa chắc câu chuyện nó xảy ra mình đã ứng xử được như vậy. Nó giống như là cái câu là nói trước bước không qua. Tại vì bây giờ mình sẽ có nhiều thứ hơn. Mình có con, mình có ba mẹ hai bên, mình có rất nhiều thứ để mình cân nhắc. Thì thật sự nó rất là khó để mình nói là có hay không. Tại vì nó sẽ tùy vào là câu chuyện xảy ra như thế nào, mọi thứ nó ra sao. Nếu mà nói là kiểu có một niềm tin mù quáng ở chồng mình không á, thì thật ra em cũng có nha. Nói chung là anh Nhật nhà em là cũng là một case thú vị lắm. Cho nên là em có một cái niềm tin dữ dội và mãnh liệt ở chồng em. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình, đó chính là phần thử thách hỏi nhanh đáp lẹ. Vân sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. Ok. Vân không hài lòng nhất vì điểm gì của cơ thể? Em là team yêu cơ thể, yêu tất cả mọi thứ. Nếu phải đóng cảnh hôn trong MV với một nam nghệ sĩ thì Vân sẽ chọn ai? Hollywood. Ai cũng được, là miễn là thuộc Hollywood. Ra khỏi biên giới Việt Nam là được đúng không? Vân nghĩ Vũ Thu Phương cát quốc có bị trôi không? Dạ không, chỉ cát quốc mũ cò. Vân thích đúng không? Bạn thân nhất của Vân trong dàn Hoa hậu, Á hậu? Khánh Ngân, Khánh Vân. Hai vợ chồng Vân cãi nhau thì ai sẽ làm lành trước? Tùy, ai sai thì làm lành trước. Với Vân, nữ nghệ sĩ nào được cho là quyến rũ nhất trong showbiz? Shakira. Lúc buồn Vân làm gì? Ngồi thu lưu trong một góc tường. Bị người khác đánh, Vân có đánh lại không? Không, 3 năm sau mình sẽ đánh lại.